em sợ ảnh nó khác ở ngoài đời nhiều quá. Dạ vâng, xin giới thiệu, mình là Rose Nguyễn, tên thật là Nguyễn Hồng Nhung. Thì mình đã theo nhiếp ảnh được khoảng 8-9 năm gì đó rồi. Và năm nay thì mình sắp 23 tuổi. Mình chủ yếu chụp về mảng ảnh thời trang và ảnh chân dung nhân vật cho tạp chí. Nên là trước giờ chỉ quen đứng sau ống kính, không quen đứng trước ống kính và đông người như thế này. Thực sự thì nhiếp ảnh với mình ban đầu khoảng khi mà mình bắt đầu có chương trình ảnh đầu tiên cho đến khi mình học xong cấp 3 thì mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia. Năm 16 tuổi thì mình có một bộ hồ sơ đi du học ở Úc, ngành marketing. Khi đấy thì mình, trước đấy thì mình không có biết tiếng Anh một chữ nào cả. Và mình dành một năm ra để học tiếng Anh. Mình chỉ nói Việt lít thôi. Cho đến bây giờ thì mình cũng không tự tin lắm về khả năng tiếng Anh đến thế. Mình sau đó thì gia đình mình phá sản. Mà phá sản theo kiểu mất tất cả ấy, mà bán nhà đi cũng không trả hết được nợ ấy. Thành ra bố mẹ cho mình hai sự lựa chọn. Hoặc là mình đi du học ở Đức để không mất tiền học phí. Mình nghĩ là chắc ở đây cũng có nhiều bạn có tham khảo du học Đức đúng không ạ? Thì học ở Đức sẽ không mất tiền học phí nhưng mà phải học bằng tiếng Đức. Hoặc mình học ở Việt Nam. Thì khi đó mình cảm thấy là môi trường học ở Việt Nam nó không có phù hợp với cả cái suy nghĩ của mình lắm. Thì mình lựa chọn đi Đức. Và mình mất thêm một năm nữa để học tiếng Đức và học ngành công nghệ thực phẩm. Bởi vì nói thật là khi đấy cảm thấy thi sinh đại học nó dễ quá. Nên là lúc ấy chỉ còn 6 tháng thôi và không biết học cái gì nữa để cho nhanh hơn được nữa, để cho thi được đại học nữa. Nên mình chọn ngành công nghệ thực phẩm. Cho đến khi mình trở thành một trong những bạn, mình chẳng hiểu may mắn thế nào, lại trở thành một trong bạn điểm cao nhất cái năm đấy thi vào ngành công nghệ thực phẩm ở trường đại học. Thì có giấy gọi. Lúc ấy mình phân vân lắm, mình kiểu chứ rồi bây giờ đi học hay là không đi học. Bởi vì thực sự là mình không có đam mê với ngành công nghệ thực phẩm lắm. Mình chỉ thấy là ok, bây giờ công nghệ thực phẩm nghĩa là sau này làm về đồ ăn, thức uống, phải mặc bộ bảo hộ lao động màu trắng hơi xấu. Thì không hiểu là mình có chịu được như thế hay không. Thì mình quyết định gap year một năm. Một năm đấy mình làm tất cả các ngành mà mình nghĩ ra được là mình có khả năng và mình có cơ hội để thử sức. Mình làm bánh, mình mở một cửa hàng thời trang, mình làm nhân viên giao hàng, rồi mình bắt đầu mua chiếc ảnh đầu tiên bằng là máy số. Thì lúc đấy mình cũng không có tưởng tượng là mình có thể kiếm tiền từ chụp ảnh, bởi vì hoàn toàn là nhiếp ảnh nó mông lung lắm, nó kiểu chụp bạn bè thì lấy đâu ra tiền ý. Thế là không hiểu sao tự nhiên có người nhắn tin bảo là em ơi, giá chụp của em bao nhiêu. Thế mình bảo ô, chụp cũng có tiền à. Thế là mình quyết định đi chụp ảnh. Mà thực sự là lúc ấy mình nhận cái mức lương, mình có hỏi một chút nào, ở đây có bao nhiêu bạn đang đi làm thêm ạ? Ồ, nhiều nhờ, các bạn giỏi quá. Khi đấy cái mức lương thực sự của mình là 750.000 một tháng. Mà mình làm trong một năm liền, ngày nào đến để chụp ảnh. Mình nghĩ là cái con số đấy nó thấp hơn rất nhiều so với các bạn ở đây bây giờ đi làm thêm, các bạn học cấp 3 giỏi hơn mình rất nhiều khi đấy rồi. Thì mình nghĩ có tiền thì đi làm thôi, vì đằng nào mình cũng nghỉ học rồi. Thì mình đi làm. Rồi mình cũng không ngờ đến là những cái công việc nhờ những cái bộ ảnh mà mình chụp thì và mình tiếp tục tham gia vào các khóa học nhiếp ảnh, rồi các cuộc thi, thì mọi người lại càng biết đến mình nhiều hơn. Và khi đấy đùng một cái mình nhận được visa đi Đức trong trước một tuần và mình phải bay. Mình thực sự là đến lúc đấy mình vẫn chưa nghĩ là mình sẽ theo nhiếp ảnh. Mình bảo bây giờ đi học như thế, an toàn như thế, chắc chắn như thế, tại sao không học, tại sao không đi? Thế là mình cũng đi. Trước đấy thì mình khóc khá là lâu. Mình nghĩ là bây giờ con đến một đất nước xa xôi, một đất nước xa lạ, hoàn toàn là nói một ngôn ngữ khác, không ai hiểu con cả.
bây giờ mà bây giờ con lại thích nhiếp ảnh như thế, và bố mẹ mình thì vẫn bảo là ừ thôi nhiếp ảnh kiếm tiền có 750.000 một tháng, đi làm cái gì. Thế là mình cũng đi học, đi sang đến châu Âu. Thì thực sự trong vòng một tháng đầu tiên, đấy là cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy nó kinh khủng nhất. Nói chung là mình chỉ ở trong nhà thôi, bởi vì mình đi ra đường có ai hiểu mình đâu. Nhất là tiếng Đức, người ta không có nói tiếng Anh, người ta nói tiếng Đức. Và tiếng Đức thì nó khó đến mức mà đến bây giờ mình đã học vài năm, mình đã học 4 năm ở Đức rồi, và mình vẫn nhiều khi mình không thể hiểu người ta nói cái gì cả, vì cái ngôn ngữ đấy là kiểu một phần còn lại của thế giới ấy. Rồi xong rồi mình lúc đấy thì mình vẫn là ok, con làm được. Và mình đi học ngành công nghệ thực phẩm. 6 tháng sau thì mình được nhận một cái học bổng của Angkor Festival Workshop. Thì mình không biết, thực ra là bên ảnh thì mình cũng nghĩ là ở đây nhiều bạn cũng sẽ không tìm hiểu kỹ. Thì các nhiếp ảnh gia tham gia trong cái workshop đó thì đang làm nhiếp ảnh gia ở Washington Post, ở The New York Times, làm cho tạp chí Times. Thì thực sự là mình không nghĩ mình có khả năng làm được cái điều đấy, không nghĩ là mình có thể đặt chân được đến cái workshop đấy. Và mình bảo ồ, con cũng làm được. Thế là mình lập một cái bộ hồ sơ mới, và mình tham gia nộp vào một ngành không liên quan đến những ngành trước mình đã học. Mình nộp vào ngành visual design. Mình thực sự là về Việt Nam rồi, mình không biết dịch ra cái ngành như thế nào, nhưng mà ngành ấy học về hình ảnh. Thì đấy, cuộc đời của mình trong vòng 2 năm đầu tiên sau khi mà mình học đại học, sau khi mình thi đại học, mông lung lắm, kiểu mình cũng sẽ không biết mình làm gì, mình không biết mình là ai, mình không biết mình có khả năng làm gì cả. Mình nghĩ là sẽ có rất nhiều thời điểm trong cuộc đời mà chúng ta không biết chúng ta nên làm cái gì, chúng ta cùng tương lai chúng ta sẽ như thế nào, và sẽ có những con đường vẽ ra rất rất dễ dàng, rất đơn giản, mà có người đã dẫn chúng ta theo, có người có thể cầm tay chúng ta và đi. Nhưng thực sự đấy có phải đam mê của bạn hay không? Đấy có thực sự là con đường mà bạn chấp nhận, bạn đi và bạn cảm thấy thoải mái với cuộc sống đó? Mình có thể chia sẻ. Thực ra đây là một chiếc máy ảnh phim, không phải là chiếc máy ảnh đầu tiên của mình, vì chiếc máy ảnh phim của mình hồi ý không biết ngu ngốc thế nào là tặng cho anh yêu cũ, mà chia tay xong rồi trả lẽ đòi quà. Thế là cũng không thể mang được cái máy ảnh đấy. Nhưng mà đây là một chiếc máy ảnh phim. Miễn chiếc máy ảnh này mình mua có giá 800.000. Và cái giá của máy ảnh phim đầu tiên mình mua cũng có giá như thế. Mình nghĩ là việc bắt đầu từ một đam mê nó đơn giản lắm. Có thể đặt một viên gạch lên một bức tường bạn chưa xây, nhưng mà bạn càng cố gắng xây lên đó thì nó sẽ càng trở nên vững chãi hơn. Đây là tấm ảnh đầu tiên mà mình chụp ở trong bằng điện thoại. Bây giờ có ai thấy cái này đẹp không ạ? Có ai thấy tấm ảnh này đẹp không ạ? Mình thấy tấm ảnh này xấu lắm ý. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình chụp một tấm ảnh như thế này, nhưng đấy là tấm ảnh đầu tiên mình chụp. Và cho em xin slide tiếp theo ạ. Và đây là những nhân vật đầu tiên mà mình chụp. Là em gái mình nữa, và mẹ mình. Mình không có cơ hội để chụp được những nhân vật khác. Vậy thì làm thế nào để mình lựa chọn một con đường cho riêng mình? Khi mà mình lựa chọn nhiếp ảnh, gia đình đã cấm mình rất là nhiều. Gia đình thậm chí khóa trái cửa ở nhà, khóa trái cửa để mình không được đi ra ngoài để chụp ảnh. Mình nghĩ là cái điều đấy sẽ xảy ra với cả rất nhiều cha mẹ, bởi vì lúc ấy thì mình nghĩ là tại sao bố mẹ làm như thế, tại sao bố mẹ lại ác với con như thế. Nhưng mà qua quá trình mà mình tự tìm hiểu ra thì mình hiểu rằng cha mẹ luôn mong muốn con cái được những điều tốt nhất, được một con đường an toàn và ổn định nhất. Và đôi khi với cha mẹ, con đường ổn định là con đường đã được vẽ ra từ trước. Nên cái mà mình muốn nói, nếu bạn muốn theo đuổi đam mê của bạn, nếu bạn muốn trở thành một con người mà bạn mong muốn trở thành,
phải chúng ta cần chứng minh cho cha gia đình trước đã. Gia đình sẽ luôn là bệ đỡ, sẽ luôn là nơi bạn trở về và sẽ luôn là nơi ủng hộ cho tất cả những cái con đường mà bạn sẽ lựa chọn. Chỉ cần bạn chứng minh cho gia đình thấy bạn làm được và bạn nghiêm túc với dự định đó, thì dù bạn đi đâu, gia đình cũng sẽ luôn bên bạn. Và có một điều nữa, thực ra mình cũng đã nghe rất nhiều người nói là có nên học đại học hay không, hay là theo đuổi luôn một con đường mà mình mong muốn. Mình thì sẽ lựa chọn là vừa việc học và việc theo đuổi đam mê cùng một lúc, bởi vì chính cái con đường đại học, chính cái thời gian bạn học đại học sẽ là cái nơi bạn hiểu thực sự đấy là sở thích nhất thời hay là đam mê lâu dài của bạn. Và cái khoảng thời gian học đại học cũng cho bạn rất nhiều kinh nghiệm để trở thành một con người tốt hơn, tử tế hơn. Và những cái kinh nghiệm mà bạn học trong trường đại học nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trên bước đường sau này. Dù bạn có làm nghề gì, bạn trở thành ai, rồi những người bạn sẽ đi cùng với bạn trong bước đường đó. Mình nghĩ là thế này, chúng ta đam mê gì cũng được, chúng ta thích trở thành ai cũng được, miễn là nó hợp pháp nhé, đừng buôn ma túy là được. Thì chỉ cần bạn mong muốn một điều đúng đắn thì cả thế giới sẽ ủng hộ bạn, cả vũ trụ này sẽ ủng hộ bạn. Đó là điều mình đọc được ở trong quyển sách Nhà Giả Kim, và mình hy vọng rằng cái điều đó sẽ giúp ích cho nhiều bạn ở đây đang phân vân lựa chọn không biết chúng ta sẽ đi con đường nào. Và mình mong muốn rằng hãy trở thành một người tốt, một người tử tế, và hãy trở thành một con người bạn muốn trở thành, đừng đi theo một ai đó cả. Mình xin cảm ơn ạ.